Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình đưa các bạn đi tham quan một khu vực bán đỗ quyên Lào ạ. Vâng, những tác phẩm đỗ quyên trông rất là bắt mắt. Vâng, cái tác phẩm đầu tiên chúng ta đang xem trị giá là 230 triệu. Vâng, tác phẩm 72 triệu ạ. Chúng ta tiến vào phần gốc một chút để các bạn hình dung được cái lũa của cái gốc đỗ quyên này. Mình thấy chiều cao của tác phẩm này chỉ khoảng độ tầm 60 cm thôi. Vâng, cái lá cũng khá là lạ. Đặc biệt là các bạn nhìn qua các lũ hoa, mình thấy màu sắc rất là rực rỡ. Vâng, tác phẩm 86 triệu. Hoa được bao nhiêu lâu em? Hoa này từ lúc bắt đầu nở đến lúc tàn được khoảng 2 tháng. Được khoảng 2 tháng. Vâng, chúng ta tiến vào cái phần gốc của cây này một chút. Vâng, trước màn hình chúng ta là tác phẩm 42 triệu. Vâng, tác phẩm Lữ Hoàng Đỗ Quyên này, trị giá 52 triệu vâng. Đây là cây dáng thác đổ. Ở trong khu vực này trưng bày, mình thấy trưng bày cũng khá nhiều. Đây là tác phẩm 260 triệu ạ. Vâng, mình quay lên để các bạn hình dung và các bạn tham khảo. Bỏ mặn từ tay một ra. Cái đấy bao nhiêu em? 230 triệu à? Vâng, một tác phẩm tuyệt vời. Bây giờ mình muốn đưa các bạn tham quan qua cái phần gốc của tác phẩm đại này, trị giá là 230 triệu. Cái gốc thì mình thấy rằng là nó, đây các bạn hình dung được cái độ lớn của gốc này. Vâng, gồm có 1, 2, 3 gốc bay lên. Các bạn xem qua các tầng tay tán đi, họ vặn tay thì mình thấy tay nó hơi cứng. Nhưng mà cái đặc điểm của cây này là rất nhiều hoa. Rất nhiều hoa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai tác phẩm cuối cùng trị giá 540 triệu và 860 triệu ạ. Và trước màn hình chúng ta là tác phẩm 540 triệu. Chiều ngang của tác phẩm này thì mình áng chừng cỡ khoảng độ 1m4. Chiều cao cỡ khoảng độ 1m2. Vâng, cũng như mọi khi, các bạn xem qua phần gốc một chút. Vâng, theo như chủ cơ sở nói là những cái gốc đỗ quyên, vâng, đỗ quyên này xuất phát từ Lào. Được như này nó phải rơi vào mấy trăm năm, 300-400 năm. Tất nhiên rồi, cây rất già thì có cái giá trị cao như vậy, nhưng mà mình thấy cái giá cũng rất là cao. Và cuối cùng chúng ta đến với tác phẩm ấn tượng nhất, trị giá gần 1 tỷ, vâng, gần 1 tỷ đồng, 860 triệu đồng. Bệ rễ khá xù xì. Vâng, biểu hiện sự già nua. Vâng, nhất tiện mình đưa các bạn lên xem luôn cái tầng tay tán của cái tác phẩm này. Vâng, một lần nữa chúng ta quan sát kỹ tác phẩm 860 triệu. Chiều cao của tác phẩm này mình áng chừng có 1m2. Chiều ngang thì cũng cỡ khoảng 1m thôi. Nhưng mà cái cây này sở hữu một bộ thân đế là khá lớn. Vâng, trị giá gần 1 tỷ. Vâng, và đây là tổng thể khu vực bán đỗ quyên
Vâng, có tên là Hàng Độc Việt Nam. Và nhưng mà khi mình giúp cơ sở bán hàng, mình quay số điện thoại, vâng, để các bạn tiện liên hệ. Vâng, thật sự cảm thấy độc và lạ. Mang đúng tên của cửa hàng, vâng, cây hàng độc. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Bác cứ bảo là cười mãi. Vâng, những tác phẩm tuyệt vời. Cười mãi.